Tôi cứ đi lẻ một cái là tụi kiểu gì nó bị cút. Đấy, con mày và tao đi với mày à? Mày và tao ơi. Tôi cảm giác rồi, mẹ sẽ đổi thêm quả outfit, đéo biết thằng nào đang nào. Quá thằng trẻ con. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chơi con game ở mong muốn nha. Mẹ là imposter. Đây rồi. Sau bao nhiêu lâu chơi cái con game này, tôi cuối cùng cũng được làm imposter. Từ từ, tôi phải có một cái kế hoạch nó gọi là hẳn hoi một tí. Không ổn rồi. Ôi chúng nó ơi. Đây, nói chung ấy, tao đi với... từ từ bắt đầu lú rồi nhá. Mày là ai? Thằng này là nó. Tao đi với tao và mày. Tao thấy chúng nó chết ở phòng điện. Từ đầu đến cuối ấy, tao chỉ đi với tao với mày. Xong tao thấy chúng nó chết ở đấy. Tao và mày chết ở phòng điện. Tao thấy chúng nó chết ở phòng điện. Bỏ mày nghĩ sao về bằng chứng ấy? Bỏ mày nghĩ sao về bằng chứng vậy? Hả? Má tao nghĩ là đứa nào đó đấy. Tao đéo đồ hồi đâu, tao nghĩ là đứa nào đó đấy. Mình nãy tao... giờ đi chung nào đó. Mình là đứa nào? Ở đấy mình không có gì mình đứa nào. Nếu mà xưng thì mình xưng tên của mình á. Ý là... Anh nghĩ là... mình tự xưng tên bản thân không? Đứa nào đó đi với mình ở trong... Đứa nào đó? Đứa nào? Đứa nào đó đi với mình? Nói chung là... ai có bằng chứng gì thì nói đi. Không có, mày không có gì hết. Xưng là xưng tên in game, còn gọi là gọi. Tắt cái mic đi. Tắt cái mic đi. Xin lỗi. Chứ lừa mấy thằng cu này thì dễ thôi, mà ngày hôm nay là con... Ôi. Là nó. Đứa nào đó ăn. Đồng ở đấy nhở. Mình còn nhiều cơ hội lắm. Ôi, có đứa chết rồi. Ôi. Chúng ta chết rồi. Bọn mày thấy là chúng ta chết ở phòng điện. Nhưng mà bọn mày phải hiểu là lúc đấy bọn mày đi từ phòng storage lên phòng điện. Và trên cái đường đi đấy bọn mày đéo thấy một ai cả. Nhưng mà khi bọn mày vừa vào đến là thấy chúng ta nằm chết trong đấy luôn. Tao là nó, tao đi với mình với tao và mày. Xong rồi tao đi, tao thấy có đứa nào đó ở trên... tao thấy đứa nào đó trên đường tao đi sửa điện. Tao không thấy anh đâu cả. Tao có thấy bọn mày. Tao có thấy bọn mày, tao có thằng bọn mày. Có phải bọn mày đi vào phòng O2 đúng không? Mày bọn mày có đi không? Tao và mày không đi. Chúng ta chết ở đâu ấy? Chúng ta chết ở phòng điện. Đâu, tao và mày chưa chết mà. Đứa nào đó với mình ở dưới phòng com. Đứa nào? Đứa nào đó với mình ở trong... Đứa nào đó với mình ở trong phòng com. Với lại cũng thấy anh sửa oxy nữa. Nhưng mà chúng ta chết ở đâu? Chúng ta chết ở phòng điện. Đâu, chúng ta chưa chết. Còn mẹ mồi gì? Tao không thấy đứa nào đó đi xung quanh O2, tao thấy anh, tao thấy mình, tao thấy tao. Không, đứa nào đó đi nhau với mình. Thôi hết thời gian rồi anh em ơi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, em nghĩ là bỏ đi. Skip thôi, biết làm sao bây giờ. Mẹ, con mẹ nó thua rồi. Đứt hai quả rồi. Sẽ lấy quả tiếp theo, anh em không tìm ra con sói thì đi hết nha. Tôi vừa thấy có một ai đấy rồi anh em. Tao và mày. Tao và mày là ai nhỉ? Nhìn. Đây là câu chuyện đã xảy ra. Mình với đứa nào đó làm tác trong storage, xong rồi đi vào phòng điện, thấy tao và mày đã chết. Hả? Tao đi với... Thử ra đi với ai nhỉ? Anh. Anh đi với anh vào phòng O2 xong rồi sửa điện thì anh là bằng chứng. Đi con mẹ. Anh là bằng chứng cho... Anh được. Anh là nó. Thì anh đi với anh. Vào O2. Tao là nó. Tao đi với anh ở trong O2. Bọn tao sửa đồ bình thường thôi. Tao không thấy đứa nào đó với tao, không thấy bọn mày đâu. Từ từ. Đứa nào phát hiện ra sao đây? Đứa nào đó? Lại phòng điện à? Sao phòng điện lắm người chết đấy, đéo hiểu. Mình làm chứng cho đứa nào đó là không có ở trong phòng điện. Mới đi vào phòng điện đúng không mình? Mình! Mình! Eo ơi, chưa gì, đang vừa lấy chồng rồi kìa. Mình làm chứng. Mình làm chứng cho đứa nào đó đi. Tại vì chỉ thấy mỗi mình anh với đứa nào đó. Mình anh ơi. Nghi là nó với lại bọn mày. Sao là bọn mày? Tại vì không có thấy bọn mày, không có thấy bọn mày. Mẹ, game nhá FIFA. Còn hình như là còn Remai, Anzino, thằng Khánh và thằng Phan Hoàng. 4 người. Còn pha này Phan Hoàng khó rồi, mà nhiệm vụ còn dài lắm. Còn dài lắm. Giờ kiểu mấy người này cứ đi chung với nhau, thằng Phan Hoàng không thể nào xiên được ấy.
gì rồi? Khả năng cao là nó là imposter. Tại vì chắc chắn là mình không phải imposter nè, tại vì mình đi với đứa nào đó suốt. Còn anh á, anh là lúc mà Oxygen nó gọi là không có người sửa, vẫn xuống sửa, cho nên là nó là imposter. Anh rất là tin là nó. Nên là anh đang rất nghi mình và đứa nào đó. Mình chứng minh cho đứa nào đó đi mình. Mình cứ gọi chồng ra sao nhỉ? Mình chứng minh đứa nào đây? Chứng minh cho đứa nào đó, tại vì là nó hoặc là anh. Cái gì đâu á? Anh nghĩ là mình, anh nghĩ là mình. Không phải mình. Bây giờ anh nghĩ là đứa nào đó. Mà mày sức anh á em. Chú thằng Phan Hoàng vào pha này nó khó rồi. Pha này là không win được. Theo tôi nghĩ là như thế, không win được đâu. Đấy, chỉ có căn những cái lúc mà tối đen như thế này để xiên à. Thì lúc đấy mọi người đi lẻ. Ơ Hanzino đi rồi, yeah. Là nó, đúng rồi. Phan Hoàng ơi, xử lý. Đấy, sửa điện à đó. Rồi chúng nó phải đi xuống dưới, thay vì chúng nó đi lên trên đây. Bây giờ chúng nó sẽ xuống dưới. Phan Hoàng chỉ cần làm sao mà xiên được một thằng nữa là win. Xiên thêm một thằng nữa đi. Phan Hoàng ơi, xin nốt đi là win. Phan Hoàng ơi, xin nốt đi. Yeah. Không thể tỏ tân thằng Phan Hoàng cả đi. Cay rồi. Mình à. Là imposter. Không, mà cờ roommate nhiều khi nó lại vui hơn imposter các bạn ạ. Cái đó gì đấy, chưa gì? Gì á? Tao bị sao ấy? Hỏi thăm mọi người thôi, mọi người giờ này như thế nào? Good. Anh chắc chắn ai đó là imposter. Ai đó, ai là ai ấy? Imposter là ai? Cũng có là đứa nào đó sao? Ai biết? Ai là ai? Không biết, là cuối cùng không biết là imposter hả? Không biết anh là ai? Vậy cuối cùng đứa nào là roommate đứa vậy? Đứa nào là roommate? Này, tao là roommate. Tao và nó là roommate. Không, đứa nào? Không, tao và nó là không có tao ở đây. Ai đó kiếp con mẹ mày đi. Đứa nào là roommate? Tao. Thật như là tao. Sao anh biết được ai đó là imposter? Anh là thằng nào? Anh là ai? Anh là ai? Chắc là ai đó rồi. Cái game này. Nhưng mà lại quá. Nhưng mà nếu có đứa nào đang đứng gần mình thì phải. Bây giờ hiện tại tôi đang không biết ai là ai này. Lần này tôi lại cho anh em ít nhiệm vụ hơn. Oh my god. Rồi. Sao tao chết rồi. Đứa nào đó và ai biết thấy tao nằm chết ở cái phòng gì đó, phòng admin. Admin. Mày thấy gì không? Thì nói chung là thấy tao chết, hiểu không? Houston no. Hồi nãy là thấy ai đó đã đi cùng đứa nào đó. Khoan, từ. Ai? Tụi mày giải thích cho tôi làm luôn đi. Mẹ khổ. Tao và nó cùng đứa nào ở riêng, đứa nào không xiên tao và nó. Đúng rồi, đứa nào cũng thấy tao và nó. Còn đứa nào đó vậy à? Đứa nào đó đi chung với ai biết? Sửa oxy đâu? Sửa oxy? Tôi có đứa tên sửa oxy ở đây. Mẹ. Sao tao mới biết? Nhìn tao đi. Đứa nào đi với tao và nó ở bên... Đứa nào hay là đứa nào đó? Đứa nào đi với tao và nó ở bên phải? Ai đó đi về không biết. Mẹ nói câu gì cơ? Ai đó đi phải không biết, nhưng mà ai biết thấy tao chết thì đi cùng với đứa nào đó. Trời, không có manh mối. Cuối cùng là tao chết á. Chết rồi. Không biết thì như là remind thôi đúng không? Tôi bị bẻ cổ một remind mà. Mẹ, cảm ơn cuộc đời. Gì trời? Cái gì ấy? Đứa nào đó chết rồi. Hồi nãy đứa nào thấy đứa nào đó với tao vào nó đi chung với nhau bên tay trái. Từ. Ê, ai biết tại sao lại bấm emergency ấy? Ai biết sợ quá. Hả? Ai biết sợ quá, ai biết nhấn luôn. Có thể là ai đó. Giờ bước ai đó đi. Tao đi với ai đó suốt mà, tao đi với ai đó vào phòng điện mà. Tao chết rồi mà. Rồi bắt đầu à. Ôi,
Không, xưng tên ở trong game. Xưng tên ở trong game. Ừ, đang xưng tên ở trong game. Game đúng theo tên là tôi. Anh không biết ai đó rồi hô tâm. Em đến anh xưng đứa nào đó. Em tao bảo nó, he dead in the fucking room mà. Nhưng mà không sợ như thế thì ok. Nhưng mà, mày là ai? Ai biết bấm emergency đúng không? Vậy thì ai đó, chỉ thấy ai đó. Ai chả biết bấm emergency. Ai biết bấm emergency. Ai chả biết bấm, mẹ có nút đéo biết bấm. Ai biết. Ai chả biết bấm. Ai biết bấm phòng giữa ở game ấy. Chưa chơi bao giờ. Nói chung là vote ai đó. Đứa nào vote ai đó. Ok, đứa nào đã bị vote và ai đó cũng đã bị vote. Đi không ơi đó. Cảm giác remind. Nhầm xin lỗi, cảm giác. Từ khoan, sao lại cảm giác? Chính là không biết mà. Chính không biết bẻ cổ tôi mới sao lại cảm giác được nhở? Cay vãi. Ở tập này để xem nó sẽ xử lý như thế nào đây. Tôi tin là các anh em crewmate trận đấu này sẽ thắng. Chỉ còn một xíu nữa thôi. Nhiệm vụ chỉ còn một xíu nữa thôi là xong rồi. Sắp xong nhiệm vụ rồi. Sao mà thua được pha này? Thề thực sự. Đấy, bây giờ mới. Ai đó không biết luôn mà. Ôi, rút kinh nghiệm trận này. Không đi lẻ, không đi lẻ, anh em ơi, không đi lẻ. Phải đi cùng, muốn sống sót phải đi cùng nhau. Quẹt thẻ kiếm tiền. Ồ. Rồi xong. Ông ở đây. Cắt. Oh my god, mày và tao chết rồi. Mày và tao không chết, không phải tao chết. Mày và tao sống, không phải tao chết. Mày mẹ mày. Ok, mày. Mày chửi tao. Tao làm gì mày? Tao không chửi mày. Nhưng mày vừa chửi mẹ mày. Hồi nãy má thấy mày đi ngược cái hướng mà. Nó đi vào chỗ chỗ đặt. Mày là lúc đấy mày kẹt ở phòng quẹt thẻ từ đầu đến giờ tại vì mày quẹt thẻ ngu cho nên mày bị kẹt. Mẹ mày chửi luôn. Mà lúc đấy mày vừa đi tao. Lên nó đi vào phòng điện xong rồi gặp mày và tao. Thực ra tao không nhớ mẫu lắm, nhưng không phải mày nữa hay sao ấy. Cái gì? mày có vào phòng điện đâu? Mày có vào phòng điện đâu? Không, nó bảo không phải mày thì không phải mày. Không phải mày. Không phải. Tao không thấy phải không phải mày hiểu không? Chứ không phải mày này là không phải. Không phải mày là đi. Mày là mày. Vậy là mày. Mày không phải mày. Không phải mày. Mày là mày. Và này chỉ có khổ editor của tôi thôi. Tôi tầm này tôi chỉ có thương editor của tôi thôi. Tôi cứ đi lẻ một cái là tôi kiểu gì cũng bị cút. Đấy, có mày và tao đi với mày à. Mày và tao ơi. Tôi cảm giác. Nằm rồi. Đủ. Đù mày nằm rồi. Ủa, hai thằng chết cơ. Nó đi vào gặp mày và tao và không phải mày ở chỗ mà quẹt tay ấy, xong rồi đi xuống dưới thì thấy mày chết trước cửa phòng điện. Thấy mày và tao đi lên, xong rồi không phải mày đi xuống trước phòng điện thấy xác mày ở đấy. Ừ, ok. Khả năng cao là mày và tao á, tại vì thấy mày và tao đi lên, chắc chắn là có đi ngang qua xác của mày. Mày và tao nãy đi từ bên trái sang có đi xuống phần electric đầu, đi từ phía cafeteria đi med bay đi lên mà. Có đi qua ở dưới đấy đâu. Hồi nãy không phải mày và má và nó đi vào cùng đi ngay cái khúc dưới. Không, nói chung là có thể là mày và tao mà nó có thể vote mày và tao. Vote ăn cả. Ra bảo mày và tao đang ở phía trên đi ngang qua, đi. Ủa từ máy bay lên. Nó gần. Không gần electric một tí đâu cả. Nãy má có nhá, coi camera đều thấy nó đi vào. Ở nó đi vào ở đâu anh? Xung quanh electric. Để vote nó đi vào đi. Cực kỳ oan luôn á. Đừng. Chắc chắn là không phải mày. Không phải mày. Đừng không phải mày mà. Thì mày chết mà. Không phải mày. Mày chết. Ôi, con mẹ đéo. Vãi cả. Thề. Đi vào. Chùa ơi. Chắc chắn là không phải mày. Tại vì mày chết rồi. Cũng không phải nó đi vào rồi. Cũng không phải tao rồi. Không. Có thể là mày. Con mẹ. Do your task. Người ta bảo là gì các bạn? Quá tam là ba bận. Ô
Tôi sẽ làm cái này dưới 5 lần, hứa các bạn luôn. Ê, kiểu game này bây giờ nó code cho khó hơn hay sao, là chưa quét một cái một được luôn mà. Trời ơi. Ui. Đây 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 đây. Để kia nói cho nghe, kia thấy mọi người giết tao thấy. Thì hồi nãy kia thấy mọi người từ phòng điện đi ra và sau đó kia thấy tao thấy chết, cho nên kia report, nên chắc chắn mọi người là imposter. Kia có thấy tận mắt không? Kia thấy tận mắt luôn. Có gì về phản biện đâu mọi người ơi. Mọi người là mọi người hay là mọi người? Mọi người á. Mọi người là imposter chắc luôn. Mọi người đội cái mũ cảnh sát đó kìa. Mọi người đội mũ cảnh sát thì mọi người chỉ đi ra qua phòng điện thôi, mọi người không phải từ phòng điện ra. Mọi người nói dối, mọi người đi từ phòng điện đi ra, thằng đó là imposter. Có nói dối đâu. Em nói thật mà. Không. Là sao? Em biết. Kia report. Hiểu không? Không hiểu. Nói chung là chỉ có mỗi kia thấy mọi người đi từ phòng điện đi ra, ai là tao, sao là tao, nó không có ở đó. Chỉ có mỗi kia thấy mọi người đi ra và tao thấy chết. Hiểu không? Mày nói cái gì? Hiểu. Thực sự khó. Bài mọi người. Mọi người cúp. Ok anh ơi. Để đeo chơi vân này nữa. Ok. Hiểu chơi rồi. Suy đuổi tôi. Bài mọi người. Nghe mọi người nha. Được rồi. Bài mọi người. Tối quá. Ui. À kia. Kia là người. Kia và nó. Đi cùng ai? Kia ơi, đi cùng với ai đi kia. Kia ơi, kia. Ai nè. Ai nè. Thôi xong rồi, kia ơi. Kia phải hiểu là nếu như ai là imposter là ai giết kia rồi. Là emergency. Kia thấy ai đóng cửa lại và ai ngược kia. Ai ngược kia vòng vòng nhưng mà kia đã chạy được, cho nên là kia chạy tới cái chỗ nút bấm emergency thì ai ngược theo mà ai ngược không kịp. Ngon. Ngon. Kia ngu như chó ấy, kia ơi. Đây để ai giải thích cho kia nghe. Là vì trước đấy ai đã thấy kia là bắt được một con lợn, à nhầm, một con imposter. Và thấy kia đi một mình cho nên ai tin kia và cứ chạy theo bảo: kia ơi tin ai đi, ai không phải là imposter đâu, đi cùng nhau đi, mình cùng nhau thắng. Cái đéo cái thằng kia này nó cứ chạy. Vậy là kia hơi hoảng loạn, lỗi của thằng kia. Kia đi với tao kia ơi. Để đào lột một bộ phim sex. Đi nữa vậy. Nó và sao là tao. Xin đi, xin đi. Xin đi. Đúng rồi, tầm này cứ làm nhiệm vụ thôi. Imposter chẳng làm được gì. Đi qua đây kia ơi. Đợi kia tải phim sách. Đi 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 đi. Gì vậy? Ủa. Ủa. Sao là tao ban đầu đi chung với nó? Sao là tao sau một khoảng thời gian tách ra với nó thì sao là tao bị ai kia dí? Liên quan đéo gì? Ai kia đang đi làm nhiệm vụ mà. Đâu, ai kia làm gì làm nhiệm vụ đây nha. Đây, để sao là tao trình bày cho là tao và nó nghe nha. Sao là tao đi tới vị trí đó là navigation thì thấy ai kia quẹo vào đó. Sao là tao gọi là đứng lại nhé nhé để check thử thì thấy là ai kia không làm nhiệm vụ. Thấy cứ đứng đó là chắc đang canh me ai vào đó. Nếu mà ai kia là imposter thì chúng ta thua rồi, lâu rồi. Lâu rồi. Nhưng mà chẳng sao là tao này nó đang tạo chứng cứ ngoại phạm ấy. Đúng, nó đang không cứ giả. Sao là tao đi chung với nó nãy giờ đừng có vote. Kiếp đi. Chết mẹ rồi. Thấy mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Oh no. Chưa thua. Vậy bây giờ là tao hoặc là nó thôi. Kia ơi. Đúng rồi. Tao đi với kia. Là tao hoặc là nó thôi. Hoặc tao hoặc là nó thôi. Kia ơi, đi cùng ích. Rồi. Thì đấy biết ngay mà. Đây rồi. Hay nó ơi. Hay lắm nó ơi. Nó là ai? Một là nó, hai là tao. Tao nghĩ là tao. Chỉ còn một imposter thôi. Là tao thôi, là tao thôi. Bây giờ ai kia cùng nhau vote. Cùng nhau vote một người thôi. Là tao, là tao. Tại vì nếu mà vote là tao thua là thua. Thì thua luôn. Không. Hay lắm. Quên không? Ô văn kê và chúng ta cùng thắng con game A vòng lắm. Wow. Hiếu ơi, đừng vote. Buổi chiều lâu lắm. Láo hả?